Thưa quý vị, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư đang được xem là một trong những giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố. Thực tế, những năm qua, với sự chuẩn bị bài bản và thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, công tác thu hút đầu tư của Đà Nẵng tiếp tục bứt phá và ghi nhiều dấu ấn, góp phần phát huy hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo. Từ khi thành phố Đà Nẵng thay đổi quan điểm phát triển theo hướng bền vững, nhất là tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, các cơ quan ban ngành thành phố đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhất là rà soát hoàn thiện bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư tích cực hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng minh bạch tạo thuận lợi và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp nhà đầu tư chúng tôi thấy những cái nỗ lực gần đây của chính quyền về tiếp tục rút ngắn các cái thủ tục đầu tư, về cải cách thủ tục hành chính, nó là cái sẽ là tương lai để cho chúng ta tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới. Năm 2020 đại dịch Covid-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, khiến xu hướng dịch dòng vốn đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đã chủ động đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến để xử lý hồ sơ doanh nghiệp, đồng thời quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh cùng các cơ hội hợp tác đầu tư thông qua những hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến đến các thị trường trọng điểm để vừa kết nối hiệu quả với các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, vừa chuẩn bị sẵn sàng đón đầu các làn sóng đầu tư. Dịch bệnh COVID-19 diễn ra như thế này Ờ, chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta khắc phục. Thì hy vọng rằng là thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức các cái chương trình như thế này để mà chúng ta tiếp cận được hơn với các cái môi trường, các cái nhà đầu tư cũng như các cái thị trường đầu tư của thế giới. Với những nỗ lực trong thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 1,4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. So với năm 2015, số doanh nghiệp tăng hơn 2 lần và số vốn tăng gấp 3 lần. Hiện nay, Đà Nẵng đã xác định phát triển kinh tế với 3 trụ cột là du lịch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và 5 mũi nhọn gồm du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp đây đều là những thế mạnh và là những lĩnh vực mà Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua. Trong thời gian đấy, thành phố tập trung triển khai, người quyết một một chuyến của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các giải pháp phát triển kinh tế theo năm lĩnh vực mũi nhọn, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, phát triển kinh tế hài hòa với phát huy các giá trị văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội giữ vững quốc phòng an ninh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án các công trình trọng điểm động lực quản lý và triển khai có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 đảm bảo các điều kiện yêu cầu để thành phố phát triển bền vững quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp châu Á. Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh tái phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế hậu Covid-19 cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để Đà Nẵng thật sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn và hiệu quả trong mắt nhà đầu tư.